Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Tiến hóa cường triều, tập 54 lính phân bộ nằm giữa phòng mô tả nhé. Không ngờ chỗ này mà lại có thể gặp người. Thì ra còn có một tầng khác mà chúng ta chưa khám phá được à? À nhiên, bọn họ có phải là những tên lần trước gặp không? Những tên mặc đồ đen đó thì phải, còn cái tên bộ tóc An Nhiên thì chưa gặp qua. Chưa từng gặp sao? Chẳng lẽ còn có tốt thứ ba sao? Màu dạo rạch cánh tay gãy, cố tận tay cho ta. Đừng hòng, màu lũ đó thì như các người. Bọn họ đã làm Kim Cường và Hắc Bờ bị nghiêm trọng như anh Long à. Bây giờ chúng ta căn bản không phải là đối thủ của họ. Xem tình hình thì họ đang tranh cãi và bấu vật với nhau. Từ ngày của hai người nè mà, tôi là A Long, xin hỏi tên xưng hô như thế nào? Đoạn Phi, thật sự xin lỗi vì đã lôi cậu vào, nhưng mà tôi có một thỉnh cầu, hy vọng cậu có thể hỗ trợ cho chúng tôi đối phó với kẻ địch ở trước mặt. Tại sao tôi phải giúp anh? Xem tình hình bên kia thì không gì đâu phó. Anh Long, không phải chứ, tới nhóc này nhiều nhất là giai đoạn đầu của cấp E, có nhất thiết phải lôi kéo không? Lôi kéo thùm rác rưởi thì cũng vô ích mà thôi. Đâu là đi vào con đường chết, đẳng cấp cấp không. Vào rồi tiểu đội của các người hợp sức thì mới có thể tiêu diệt được một trong số bọn ta. Bây giờ lôi kéo thêm một tên cấp E, ngươi cảm thấy có cơ hội thắng không? Đồng Phi, như lời chúng ta nói, hiện tại chúng ta đã ở thế bất lợi, nhưng mà tôi cảm giác cậu không đơn giản, nên tôi mới dám mời cậu tham gia trận chiến này. Tôi chỉ có hết sức để bảo vệ cậu trong trận chiến, cho dù cậu không can thiệp thì chúng sẽ tấn công cậu sau khi kích liễu chúng tôi, vì chúng là zombie. Được rồi anh Long, cậu ta thì có thực lực gì chứ? Cậu ta có thể đi đến đây nhất định là lén đi theo chúng ta, bên cạnh còn dắt theo một đứa con rơi nữa. Mới thông thả anh đoán rất là lợi hại An Nhiên, mới không phải là con rơi. Con người thật là vừa nhu nhược vừa coi thường lẫn nhau, đáng tiếc chúng ta lại không có thời gian để thưởng thức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn áo đen này thực sự là zombie sao? Cẩn thận quan sát, quả nhiên bọn họ có khí chất rất đặc biệt, có chút quen thuộc đấy. Nguyên sanh chủng, mình nhớ ra tại sao lại có khí chất của nguyên sanh chủng rồi. Long Vàng à, anh lại bảo vệ anh gì đi hả? Giờ vào đâu mà tôi phải nghe một tên cấp E như cậu chứ? Anh Đoạn, cố lên, để sau khi giải quyết bọn chúng xong hãy nói cho tôi biết những gì anh biết. Nè đây đã, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Những tên zombie cấp D này có trí thông minh như con người vậy? Từ những gì vừa quan sát được thì có vẻ bọn chúng đã thành lập được một tổ chức. Tự tìm đường chết là nghi sinh chúng đang dần dắt chúng sao? Quên đi, tự giải quyết chúng rồi từ từ hỏi sau. Đừng có hấp tấp như vậy chứ. Tôi là chủ lực, cậu hỗ trợ tôi. Đẳng cấp D, sức mạnh cấp A hỏa điểm. Thức tỉnh cấp D à, phản ứng trái lại tương đối nhanh, năng lực cũng là cấp A sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cấp E không thể nào có tốc độ như thế này. Lúc nãy ta đã cảm nhận được sức mạnh của thần ở trong cậu ta. Cẩn thận một chút, đám quái vật này đâu phó không dễ. Vết thương nhỏ đối với chúng mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Nè. Chết. Cái gì? Chỉ một chiều đã giải quyết được sao? Lừa người ư? Anh Đoạn lợi hại thật. Quả nhiên không đơn giản mà. Có thể là sức mạnh của cậu ta là mạnh nhất ở đây. Tiêu diệt dầu mì cấp đề, nhận 600 điểm tiên hóa. Chuyện gì vậy? Hắn không phải là cấp E sao? Sao trên người lại có khí tức giống như của thần vậy? Thì ra nghi sinh chủng đều được tự gọi là thần à? Vậy chẳng phải ban đầu mình là thí thần sao? Đi, không, không thể nào, thần không thể bị đánh bại được. Ta chỉ giết hết các ngươi. Chuyện gì vậy? Lúc trước mình đã từng thấy nguyên sanh chủng này thực hiện một trận quyết tử cuối cùng. Mau đưa An Nhiên rời khỏi đây. Chị tiệt, đây đã không phải là nơi người bình thường tôi có thể ở lại rồi. Anh làm cái gì vậy? Anh không đi sao?
Tên này đã đánh bị thương người của tôi, vì ông Phúc cũng đã tội mang tới. Sao có thể không chịu trách nhiệm mà rời đi được? Tôi sẽ yểm trợ cho cậu. Không thể tha thứ. Đẳng cấp cấp C. Vậy anh tự cẩn thận nhé. Hắn ta có thể đã tiến lên cấp sư rồi. Các người đã ấn đi cấp bậc rồi sao? Rõ ràng chỉ là các bè, nhưng lại rất bình tĩnh khi đối mặt với zombie cấp sợ. Cậu ta rút cụ lại. Càng nghĩ càng tò mò về cậu ta rồi. Ồ, vô dụng là vô dụng mà, sức mạnh của thần là bất khả chiến bại. Ồ, vì sao? Thì chết đi, có người chết tiệt. Nó mạnh hơn những nguyên sành chủng lúc trước mình gặp. Xem ra, nó cũng là đang nâng cấp với một tốc độ đáng kinh ngạc. Mình cũng không phải là mình của lúc trước. Nhóm của Ai Lồng như thế nào thì mình vẫn chưa biết rõ, nhưng mà không thể để trước mặt bọn họ thể hiện quá nhiều năng lực được. Tạm thời chỉ có thể dùng ám sát, và tu tính của nó đã hạ gục nó thôi. Anh Long à, chuyện này thật là vô lý. Có lẽ cậu ta là cấp E không? Tôi đã nói rồi mà, anh Đoàn rất lợi hại. Đừng có hỏi tôi nữa, tôi cũng đang mơ hồ đây. Một tên cấp E mà lại có thể đánh bại được một tên cấp sơ. Cậu mạnh quá. Vậy mà một mình cậu có thể giải quyết nó? Chưa đâu. Phòng thủ của nó rất cao, chỉ dựa vào vũ khí hiện tại thì không thể nào gây sát thương chí mạng cho nó được. Mặc dù có thể diệt nó bằng khả năng nuốt chửng, nhưng mà mình phải cần kiểm tra lại mới được. Mặc dù chỉ có thể giết nó bằng khả năng nuốt chửng, nhưng mà mình cần phải kiểm tra. Mà hiện tại tôi đã có cách để đối phó với nó, nhưng tôi cần anh câu giờ để tôi chuẩn bị. Hiểu rồi. Tôi cần kiểm tra sức mạnh của A Long một chút và khả năng chiến đấu của anh ta. Lùi người chúa tiệt. Mặc dù không thừa nhận được chuyện này, nhưng mà tôi phải chấp nhận là cậu ta mạnh hơn tôi. Mặc kệ thế nào, đã phải cầm chân được cho nó. Loại người hèn hả? Dựa vào người mà cũng muốn đánh ta sao? Ta muốn ăn rồi. Ít nhất thì ta có thể khiến cho người câm cái mồm lại. Ôi chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trên thủ thời gian, tôi không thể kéo dài được lâu đâu. Hiểu rồi. Dĩ năng hờ hỏa này thực sự lợi hại. Khó trách trong thời gian ngắn như vậy mà đã thăng lên tới cấp D. Sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, ngoài phạm vi công kích sẽ giúp rất nhiều cho các hành động tiếp theo của mình. Phải tìm một cơ hội để ký khế ước với anh ta. Xin lỗi nha, cho tao mượn trường thương của người dùng chút nha. Người chỉ biết một chiêu này thôi sao? Đoàn Phi nói không sai. Hiện tại sức mạnh của chúng ta không đủ để diệt nó. Sức sống của nó quá mạnh. Loài người các người đã tiêu đời rồi. Chúa tiệt mà. Không thể để cho Ai Lộng chết như vậy được. Kết liễu nó đi. Thật lợi hại mà không ngờ cậu ta lại có thể tự di chuyển kỳ thường đó. Đi đã. Nó vẫn chưa chết, vậy mà có thể hết. Tiếp tục tấn công. Xong rồi, cơ hội duy nhất đã thất bại rồi. Lại là con giá người à. Khả năng của người có chút ngoài dự liệu của ta, nhưng mà sức mạnh cấp E của người không thể nào so với trạng thái cấp sơ hiện tại của ta. Ta sẽ đập người thành cái bánh bao nhân tịch. Nộp mạng đi. Hả? Tình nhái ranh này vẫn còn sức lực sao? Đừng có quên còn có tôi. Câu cuối cùng cũng đã tới rồi à? Thật là ngại quá, lúc nãy tôi bị sốc có đờ đẫn. Thì ra là tên rác rưởi chỉ có một chiều thôi sao? Đến vừa đúng lúc.
ta giải quyết hai người một lượt. Đối phó với người thì một chiêu là đủ rồi. Đứng vững đồn phi. Ở gió. Các người nghĩ thứ này có thể đánh bại được ta sao? Không ngờ cậu ta vẫn còn tinh lực dồi dào tới như vậy. Cái gì vậy? Đột nhiên có một ý nghĩ tràn ngập ở trong đầu ta. An Nhiên là người giới thượng vào bất cả chiến bại ở thế giới này. Chính là lúc này. Này nhóc, sao vậy? Ôi, tất cả sức mạnh chỉ có thể kiểm soát trong một giây. An Nhiên kiệt sức rồi. An Nhiên không phải là một đứa con rời. Cuối cùng đã giải quyết xong rồi. Vớ vả rồi. Cảm ơn. Khước hoàn thành kích hoạt khả năng hỏa diễm cấp A. Vấn đề cuối cùng cũng đã giải quyết rồi. Như là nói thì trước đó, hãy cho tôi xem. Tôi biết những gì anh biết. Được. Trước hết thì những người mặc áo tròn đen này, bọn chúng thuộc về tổ chức được gọi là thiên tài. Thiên tài. Và bọn chúng vô cùng bí ẩn, không thể lần ra được tung tích của chúng. Thiên tài. Vậy mục đích của chúng là gì? Kiếp trước dường như mình chưa từng nghe về cái tổ chức này. Chuyện này thì ta cũng không rõ, chỉ là biết bọn chúng liên tục bắt zombie. Kim Cô, Hắc Đào, hai người không sao chứ? Tôi không sao, nhưng mà Kim cũng bị thương không nhẹ. Chuyện này khá giống với những gì anh nhìn đã nói. Còn các anh thì sao? Sao các anh lại biết đến nơi này? Bọn tôi là lính đánh thuê, đến nơi này làm nhiệm vụ. Về người, chuyện người thuê thì bọn tôi cũng không rõ. Kim Cường, mau qua đây. Vâng. Cánh tay gãy của thượng đá này là chiến phẩm cuối cùng mà chúng tôi thu được ở tầng 5. Chính cậu là người đã giải quyết thiên tai. Thứ này lấy ra nên thuộc về cậu. Anh Long, đây là... Nếu như không có cậu thì tất cả chúng ta có thể đã chết. Không cần đâu, anh cứ lấy đi. Không có nó thì anh không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Không ngờ anh Long lại khá nghi thẳng. Tôi đã có những gì tôi muốn rồi. Tôi ngược lại có một việc muốn nhờ anh Long giúp đỡ. Đây là em gái tôi. Tôi với em ấy đã lạc nhau. Và tôi đã tìm kiếm tung tích của em ấy khắp nơi và tình cờ tới đây. Các anh thường di chuyển khắp nơi. Hy vọng các anh có thể giúp tôi để ý một chút. Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu tìm em. Kim Cương à, cố lên chút nữa. Anh Long à, Kim Cương có ổn rồi. Và nhanh chóng quay lại tiếp nhận trị liệu. Thật là ngại quá Đồng Phi à. Chúng tôi không thể nán lại thêm ở đây nữa. Tôi sẽ cho cậu địa chỉ để cho cậu có thể đi liên lạc với tôi. Tôi hiểu mà. Tính mạng của đồng đội quan trọng hơn. Anh Long à, sao ta cứ phải đi sao? Hiện tại chúng ta nhận số ưu thế. Vừa rồi nhất định là hắn tiêu hào còn ít tinh lực. Trong tay nhất định là có bảo bối ở tầng này. Tại sao lại không đoạt lấy? Đoạt lấy cái gì? Không phải khoa trường... Khi nói, ngay cả những người giỏi nhất về dân ta cũng có thể không phải là đối thủ của cậu ấy. Trong trận chiến lúc này, cậu ấy thậm chí dùng chưa đến một nửa sức mạnh. Cậu ta thực sự khiến cho tôi ngạc nhiên, nhưng những gì đại ca nói thì có chút phóng đại. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là cấp E. Chỉ khi tiếp xúc gần với cậu ấy thì tôi mới có thể cảm nhận được ý nghĩ, ý chí mãnh liệt và loại sức mạnh thâm sâu khó dò đó. Hoàn toàn không tương thích với sức mạnh mà cậu ấy thể hiện. Nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác rất đáng tin cậy. Anh Đoàn, sao anh lại không muốn bảo vật của bọn họ? Ui, thật là đáng tiếc. Sau trận chiến vừa rồi, tôi nghĩ Ai Long khá tốt. Cứ coi như là mua tình nghĩa đi. Mặc dù anh ta che giấu thân phận, nhưng tôi tin anh ta cũng có lo lắng của riêng mình. Đây cả, nó thực sự bí ẩn như anh nói. Vậy thì sao anh không kéo cậu ta về thiên võng? Hơn nữa anh cũng che giấu thân phận thực sự của chúng ta. Nếu cậu ta có thể tham gia cùng, thì chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ với phần thưởng cao hơn. Vẫn chưa phải lúc, thiên vọng không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Nếu như cấp trên phát hiện ra chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy là một người có suy nghĩ cẩn thận đối với chúng ta khá cảnh giác. Lúc này là đang kiểm tra năng lực của mình. Cố ý tỏ ra yếu thế để lợi dụng xu thế có thể cầm càng kiệt sức lực của mình. Nhưng mà vẫn còn cơ hội. Chỉ còn tìm được manh mối về em gái cậu ấy thì liền có thể lấy được lòng tin của cậu ấy.
Mình muốn kết giao với cậu ấy. Được rồi, bọn họ đã đi rồi, chúng ta xuất phát thôi. Chúng ta sẽ đi đâu tí bây? Hãy tiếp tục khám phá tại đây. Tận dụng tinh thạch ở đây để giúp An Nhiên mạnh hơn. Lúc nãy nhờ sự trợ giúp thần thánh của An Nhiên. Ngoài ra, tôi vẫn chưa tìm thấy công dụng huy hiệu này. Đã nói rồi mà, An Nhiên rất mạnh rồi. Đi thôi, chúng ta bắt đầu dọn từ tầng 4 thôi. Let's go. An Nhiên muốn trở nên mạnh như anh Đoàn. Nào mình nhớ, anh tóc vàng lúc nãy là vô dụng nhất, cái gì cũng không giúp được. Có chuyện gì vậy ta? Đột nhiên cảm thấy cái chút lạnh à. Tầng thứ tư của tàn tích. Các tầng dưới đều là các con rối trung cấp. Ôi lớn quá đi. Tiếp theo, cứ để tôi. Đúng lúc có thể thử chút gì năng hòa diệm. Wow, anh Đoàn càng ngày càng sáng chói rồi. Lúc nãy nhìn thấy A Long có thể sử dụng năng lực của Hòa Diễm để làm động lực. Với năng lực này, mình cũng có thể di chuyển ở trong không gian một thời gian ngắn. Lần này chiến đấu trên không cũng không khiêm tốn nữa. Thiệt hại đối với chúng cao hơn nhiều so với ảnh sát. Vừa vặn có thể đền bù rồi. Chúng là vô tận mà, không có hồi kết. Và về vị chúng một lần thôi, kiểm soát sức mạnh một chút. Nếu như quá mức thì có thể khiến cho tàn tích sụp đổ. Đã giải quyết xong rồi. Không hổ danh là một dị năng thuần túy, khả năng sát thương của nó mạnh hơn nhiều so với ảnh sát. Anh Nhiên à, bắt đầu thu thập tinh thần thôi, cẩn thận động đi. Ở vườn tiếp theo là màn trình diễn của An Nhiên. Ý, tiêu rồi. An Nhiên sao vậy? Anh Đoàn à, lần trước anh đưa em giữ cái viên đá đỏ không thấy nó rồi. Cái đó có phải là bị rơi ở trong cái đống lộn xộn lúc nãy không? Không thể nào, An Nhiên đã kéo dây rồi mà. Không thể nào bị rơi được. Chẳng lẽ là An Nhiên à, bây giờ em thử lấy một viên đá và hấp thụ nó dùng như đã hấp thụ tinh thạch lần trước xem. Cái này có thể dùng để hấp thụ sao? Úi, tàn biến rồi. Đương nhiên rồi. Do đặc thù của An Nhiên nói chung là em ấy không giết dòng bị mà thuần hóa chúng. Cho nên, em ấy không thể nào tự tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ của mình. Đối lại, em ấy có thể trực tiếp hấp thụ các vật chứa năng lượng đã bản thân tiến hóa. An Nhiên, đây là phiên đặc biệt của em. Mau hấp thụ tinh thần đi. Em có thể trở thành rất mạnh ngay bây giờ đó. Wow, thật sao? Tiến hóa đạt cấp E. An Nhiên, chúc mừng em đã thăng cấp lên cấp E rồi. Wow, bây giờ An Nhiên cảm thấy bản thân rất mạnh. Sau này sẽ là chiến binh hạt S mạnh nhất đấy. Anh Đoàn à, đăng ký hình như có thứ gì đó rất đáng sợ. Đằng kia có lối dẫn vào tầng 5 đi. Chúng ta đi xem một chút. Tầng 5 của tàn tích. Tầng thứ 5 căn bản chỉ là một con đường trực tiếp dẫn tới nơi này. Anh Đoàn à, nhìn cái từ phía trên kia kìa. Đây là một chiếc quan tài pha lê. Bên trong vốn dĩ là nên chứa bảo vật của tầng này, nhưng mà nó đã bị anh lồng bọn họ lấy đi rồi. Nhưng mà bên trong hình như có bốn người có thở, còn có người canh giữ bảo vật. Cảm thấy không khí xung quanh tức là rẫn người. Xem ra đã đến lúc dọn cái đống lộn xộn bọn họ để lại rồi. Chắc hẳn là lúc ai lòng bọn họ di dời bảo vật để chiến đấu với thiên tài. An Nhiên không thể công chết được nó. Em vừa rồi dùng hết năng lượng lúc nãy rồi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe trở đi. Quá nhiều. Trong sáng tuyến của dị chỗ, dị năng nút chẩn thực sự đã tăng lên cấp 2 rồi. Dị dòng bị cập bề thu được 600 điểm tiên hóa. Dị năng nút chẩn thu được 2% dị năng lôi điện. Sao vậy?
Anh Đoàn, anh muốn nhìn nè. Cái này với hiệu của anh giống y như đúc. Wow, hiệu được tách thành hai hình kim tự tháp rồi. Ủa, phía sau bức tường còn có một không gian. Hóa ra vẫn còn một tàn tích về chiếu. À, nhìn đi thôi. Dừng. Anh Đoàn à, anh nhìn có thể lập tức chiến đấu ngay bây giờ. Đi rồi, nếu như gặp vài kẻ địch lợi hại thì chỉ cùng anh nhìn đánh một trận. Nói đơn giản thì chỉ giao cho tôi được không? Thích hợp đó, anh nhìn thuần hóa con lưới hại mình sẽ xử lý. Vì hấp thu dị năng qua lòng, mình đã tiêu hết những mảnh dị năng còn lại rồi, nhất định phải tích lũy càng nhiều mảnh. Anh Đoàn bên kia có động tĩnh. Đẳng cấp cấp E, dị năng cuồng bạo. Những thứ giáp bình biến thành chiến bình, có vẻ như sự chênh lệch giữa tầng trên và tầng dưới khá lớn. Giờ cho anh đi, cấp E không cần về công chế đâu. À nhiên, lùi lại sau một chút. Gió. Kích hoạt dị năng nuốt chửng. Tiêu diệt dòng bị cấp E, nhận được 400 điểm tiến hóa, nhận được 2% dị năng cuồng bạo. Anh Độ, mau nhìn kìa. Rất nhiều chiến binh zombie lại xuất hiện rồi. Không sao, cứ giao hết cho anh đi. Kích hoạt ảnh sát, kích hoạt dị năng nuốt chửng. Tiêu diệt zombie cấp E, thu được 400 điểm tiến hóa, nhận 2/5 mảnh dị năng cường thiết. Tiêu diệt zombie cấp E, nhận được 400 điểm tiến hóa, nhận được 2% mảnh dị năng cuồng bạo. Tiêu diệt dòng bị các bạn nhận được 400 điểm tiến hóa, nhận được 2% dị năng tự cường. Tiêu diệt dòng bị các bạn nhận được 400 điểm tiến hóa, nhận 2% mảnh dị năng ngành hóa, nhận được 2% dị năng tự cường. Sử dụng nhiều sức mạnh để chiến đấu cùng một lúc cũng sẽ tăng gấp đôi năng lượng tiêu thụ, nhưng mà thù lao cũng phong phú đấy. Hiện tại gần 40.000 điểm tiến hóa đã được tích lũy rồi. Rất nhiều mảnh dị năng cũng đã được tích lũy và nguồn năng lượng tinh thạch càng nhiều hấp thụ. Tranh thủ kiếm thêm điểm tiến hóa và khiến cho mình mạnh mẽ hơn, giúp ký ức của cây tiến hóa được phục hồi. Đây là cuối tầng 2. Ai nhiên sẵn sàng chưa? Lần này xem ai nhiên thương hóa nó đi. Có ai ở đây không? Ai nhiên vào nha. Sao lại nhiều cú như vậy? Ôi là cú mèo dị thú. À nhiên à, tình huống đã thay đổi rồi. Có quá nhiều dị thú. Trước tiên tôi sẽ gửi em vào rồng anh tử. Ừ, không được. Ừ. À nhiên không muốn trốn sau lưng anh Đoàn đâu. À nhiên đã tiến hóa rồi, em có thể tự chăm sóc bản thân được. Đừng có đánh giá thấp An Nhiên. Có vẻ như không còn phải lo lắng cho em ấy nữa. Ôi, không thích tập trung tinh thần được rồi. Vô tình đã coi An Nhiên như tạm biệt. Chỉ muốn bảo vệ em ấy. Kiếp trước thì người ta vậy mà lại mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nè, cái người ta đứng yên một chỗ có được không vậy? Ui. Hả? Đi chết đi. Đi. Nè, ngươi đang làm cái gì vậy? Thậm chí còn tấn công người của mình kìa. Ui. Ừ, và đánh cuồng đó. À nhiều à, mau thu phục con trước mắt đi. Thực lực của nó không tệ, hình như là con cầm đầu. À không, An Nhiên mới không muốn nó là cộng sự. An Nhiên. An Nhiên có thể cảm nhận được con cú tiết nhỏ đó trong cơ thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đồng thời cũng có dị năng cấp S. Dị năng thu cấp F, dị năng cấp S. Sức mạnh của nó là mạnh nhất ở đây, nhưng mà dường như nó vẫn chưa biết cách sử dụng sức mạnh này. Chỉ còn An Nhiên xâm nhập vào ý thức của nó, giúp nó thức tỉnh năng lượng đang ngủ say, liền có thể lục soát rồi.
À nhiên máu chạy đi. Toàn rồi, muốn quá rồi. Chút nữa, chút nữa. À nhiên. À, có vẻ như tôi đã lo lắng vô ích rồi. Xem ra An Nhiên thực sự rất lợi hại đó nha. Ui cái đồ phản bội, cái đồ phản bội. Tiểu đũa quyền, ngươi đừng sợ, ngươi mạnh hơn chúng rất nhiều. Màu né đi tiểu đũa quyền. Tiểu đũa quyền ở màu tránh ở trên không. Chính là giữa lúc này, cho bọn chúng thấy được sức mạnh của người đi. Tật phong đột kích. Kích quang dị năng cấp S, tuyệt đối phóng bạo. Wow, lợi hại quá tiểu đấu viên ơi. Ừ, ai nhìn thật sự chọn không sai người. À, ta lại đây là đâu, ta đang làm cái gì vậy? Chúc mừng em đã tìm được cộng sự mới. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để vui mừng đâu. Có một con đầu đàn đang tới kìa. Dị thú cấp đề cứu mèo, dị năng cự hóa hình. Ui con này thật là lớn. Xem ra con này chính là con đầu đàn rồi. Anh Đoàn à, anh giao nó cho em đi. Đây là trận chiến đấu đầu tiên của em và tiểu đội quyền. An Nhiên. Hả, người nói cái gì vậy? Anh hiểu rồi. Việc con lại cứ để cho em lo đi. À, em cứ chuyên tâm đối phó với nó đi. Hả, cái gì đồng ý luôn ư? Tiểu đội quyền à, hãy để cho nó thấy được chúng ta lợi hại như thế nào. Vì nó lại đến rồi kìa, cơ thể không nghe theo sự điều khiển đó rồi. Đi. À nhiên, đừng quá sốt ruột. Từ từ thôi. Hãy tin tưởng công sự của em và đừng có kiểm soát nó một cách mù quáng. Dường An Nhiên hiểu rồi. Lần đầu tiên tôi đã bước vào ý thức của tiêu đạo quyền. Tôi nhận ra rằng nó rất là nhút nhát và không tự tin. An Nhiên cho rằng dùng biện pháp cưỡng chế khiến cho nó phải chiến đấu và tự khôi phục lại sự tự tin của nó. Nhưng ý thức đã xâm nhập lại càng lúc càng khó. Nó sợ hãi hơn, làm cho tình hình lại tồi tệ hơn. Từ khi còn nhỏ thì nó đã bị đối xử như một kẻ ngoại lai. Cũng thường xuyên bị bắt nạt và bị gạt bỏ. Dần dần khiến cho nó sợ hãi với môi trường xung quanh. Dần trở nên không còn tin tưởng người khác. An Nhiên cũng giống như vậy. Từ nhỏ không có cha mẹ cho nên thường xuyên bị chơi dỗ và bắt nạt. An Nhiên cũng rất sợ hãi. Sợ hãi phải hòa đồng với người khác. Cho đến khi An Nhiên gặp phải anh Đoàn. Anh ấy thực sự coi An Nhiên như là một người bạn. Cho nên, người không cần phải sợ hãi. An Nhiên chỉ muốn làm bạn với người thôi. An Nhiên muốn mang ngươi rời khỏi nơi này. Muốn đưa người đi, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Xem chiêu. Không ngờ tiểu tử được An Nhiên lựa chọn lại có năng lực lớn tới như vậy. Xem ra nó vẫn có thể lớn hơn. Nếu như tiếp tục như thế này, nơi này sẽ sập đổ mất thôi. Lùi lại đi, An Nhiên. Ở đây rất dễ bị thương. An Nhiên muốn chiến đấu cùng với tiểu đội quyền. Tiểu đội quyền à, cố lên, ta tin ngươi có thể làm được. Cặp ép đối phó với cặp đề cũng quá gượng ép rồi. Thật sự không được rồi, xem ra mình phải ra tay thôi. Tiểu đội quyền cố lên. Kết quả kỹ năng để tuyệt đối phóng bạo. Đây là một dị năng cấp S tuyệt đối phóng bạo. Ở kiếp trước thì sự chiến đấu của khả năng này chính là đỉnh cao rồi. An Nhiên nói không sai, nó thực sự rất mạnh. Thật không ngờ An Nhiên có thể thuần hóa được một dị vật mạnh tới như vậy. Tiểu đội quyền chính là lúc này. Wow, thành công rồi. Thấy ngươi làm được rồi.
Thật lợi hại đó An Nhiên. Em hãy để cho nó hấp thụ năng lượng đó đi. Dạ dạ. Đi đi, hãy tận hưởng chiến lợi phẩm của người. An Nhiên, sao em có thể phát hiện ra nó có tiềm năng? Chuyện này chỉ còn An Nhiên kích hoạt điều khiển tâm trí thì em sẽ thấy được dòng bị trị số đã xác định được kẻ mạnh nhất trong số họ và sau đó thì thao túng nó. Thật là một dị năng không tồi. Không hổ danh là một chiến binh cấp S, khả năng này có thể trực tiếp ra người có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất phía đối thủ và biến nó thành người của mình. Anh Đồng Phi à, có phải anh có dị năng sao chép năng lực của người khác không? Em thấy anh đã sao chép dị năng hỏa diễm của người khác. Có thể ý em là vậy thì anh Đoàn à, có thể sao chép dị năng của anh Nhiên. Như vậy thì chắc chắn sẽ rất lợi hại khi anh sử dụng nó. Mình thực sự đã nghĩ đến việc ký khế ước dị năng với anh Nhiên trước đây. Nhưng mà xem xét nó đồng hồ nát này thì mình đã chọn hỏa diễm đột phá hơn. Lúc ở tầng thứ đầu tiên mạnh với dị năng có thể được ký khế ước một lần nữa. Lần này nhất định sẽ chọn lừa An Nhiên. Ký khế ước dị năng. Kết quả khế ước dị năng. Thất bại rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Khế ước dị năng không thể sử dụng với zombie. À sao vậy anh Đoạn? Sao chép không thành công rồi hả? À không thành công. Hình như anh không thể sử dụng dị năng với An Nhiên rồi. Vậy sao tiếc quá. Nhưng không sao, An Nhiên và anh Đoàn là bạn tốt. An Nhiên có thể giúp anh. Cấp F, tiến hóa lên cấp E. Wow, Tiểu Đạo Quyền, thật lợi hại, chúc mừng người đã tiến hóa lên cấp E. Quyền nhau một thời gian rồi, tôi dần quên mất cô bé nghi thừa đáng yêu này là một zombie. Không thể tưởng tượng được An Nhiên ở kiếp trước, bước đi từng bước sẽ dáng vẻ như thế nào. À, đi thôi An Nhiên, chúng ta tiếp tục tiến lên. Dừng. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn em ấy lớn lên phần không rơi vào dư luận. Em hiện tại có đang điều khiển tiểu võ quyền? À không à, là nó cảm nhận được sự chân thành của anh nhìn đã quyết định làm bạn với em. À, xem ra vẫn còn một chặng đường dài nữa. Chúng ta đã ở đây một thời gian dài, nới tới lực cũng gần như đã cạn kiệt rồi. Như thế này đi, anh sẽ sử dụng ảnh sát để dò xét trước. Chúng ta là phải hành động khi gặp những kẻ đích thần giải quyết. Ừ. Mặc dù An Nhiên không nói gì, nhưng một em ấy thì chắc chắn sẽ mệt mỏi sau khi chạy đi chạy lại với tôi lâu như vậy. Kết quả ảnh sát, kết quả dị năng nuốt chửng. Phải tận dụng tốt thứ này để cải thiện cấp bậc của chúng ta. Căn cứ theo sở ý của cây tiên hóa thì đã tiến hóa cần sức mạnh còn đạt tới cấp 15, linh hoạt đạt tới cấp 13, tái miễn còn 18 và tinh thần cả đạt tới cấp 5. Để đáp ứng đủ điều kiện đã tiến hóa lên cấp D thì còn khoảng 150.000 điểm tiến hóa. Ngoài ra, tôi đã tích lũy được hơn 40.000 điểm tiến hóa từ đó. Tiếp theo chỉ còn tích lũy thêm 110.000 điểm nữa. Tài sở tị nạn. Gọi người mạnh nhất của các người đến đây để so tài với ta. Không phải là có chiến thần gì đó hay sao? Đâu, câu án ra đi. Cấp D, dị năng cấp B. Đồng án là con rết có thể nhận ước sâu về sự thay đổi của môi trường xung quanh. Ở chiến thần đã đi ra ngoài rồi, anh ấy không có đây. Chà, không ở đây thì không ai dám ra ngoài. Vậy tôi lấy các người ra để khởi động cho đến khi anh ta xuất hiện thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đội trưởng à, những người tư tớ tị nạn khác đột nhiên tới đây náo loạn đội so tài với chiến thần, họ đang gây rắc rối ngoài kia. Đến tìm Đoạn Phi sao? Tầng thứ ba của tầng tăng tích phản chiếu. Ừ? Sao vậy? Không sao, chỉ là một nơi duy nhất trong tàn tích này mà chúng ta đích thân đi một chuyến. À, nhìn chúng ta đi, đi tìm đối thủ cùng múa chúng ta đi nào. Thông qua tầng thứ ba và tầng thứ tư, tổng cộng thu hoạch được 90.000 điểm tiền hóa. Tầng thứ 5 có hơn 20.000 điểm tiền hóa. Vì lý do an toàn trước, hãy thăng cấp sức mạnh một chút. Nhắc nhở, các yêu cầu thuộc tính tiên hóa từ cấp E cho tới cấp D, sức mạnh cấp 9 lên cấp 15, linh hoạt cấp 9, 13, thám hiểm cấp 8, cấp 9, tinh thần cấp 5 lên cấp 5. Sức mạnh cấp 9 lên cấp 15 tiêu hao 99.000 điểm tiên hóa, số điểm còn lại là 57.000. Linh hoạt cấp 9 là 13, tiêu hao 54.000 điểm tiên hóa,
số dư còn lại là 3.000. Chỉ còn lại một cấp thâm hiểm nữa là đạt tới cấp S rồi. 8-9 còn 7.000 điểm tiến hóa, còn thiếu 4.000 điểm nữa à. Tân cấp thuộc tính của ghi chủ đã được ghi nhận. Hả? Đi. Sức mạnh, sự tăng cùng một lúc nhiều như thế này đã đạt tới một gánh nặng lớn như vậy lên cơ thể. Anh Đoạn, anh sao vậy? Anh Nhiên à, anh có sao không? Chúng ta đi. Tầng 5 tầng tích phản chiếu. Cuối cùng cũng đến rồi. Anh Nhiên, lần này anh đợi em. Em đợi anh ở bên ngoài đi. Nhưng anh Đoạn đi cẩn thận. Bất cứ là đối thủ như thế nào, hãy nhanh chóng xuất hiện đi. Hiện giờ tôi rất háo hức được trải nghiệm sức mạnh tôi vừa đạt được đi. Dĩ năng cự anh xà đang cấp sợ dĩ năng kịch độc. Chỉ là cấp sợ thôi sao? Không biết người có biết chống cự được đỡ được bao lâu. Trước tiên con bá phần chiến lực thử xem sao. Không tệ, ta có thể tiếp tục chơi một lúc. Lần này thử nghiệm 5 phần chiến lược đi. Có vẻ như là 5 phần chiến lược đã là giới hạn của người có thể chịu đựng được rồi. Vợ một chiến đấu đến chết có phải không? Kích hoạt dị năng nuốt chửng. Không ngờ lại có những chiến lợi phẩm bất ngờ đấy. Bên trong hình như không có động tĩnh gì nữa rồi. Không biết anh Đoạn sao rồi nữa. Thì ra Quyền à, người nói xem đi. Chúng ta có nên vào trong xem thử không? Cả hai chúng ta đều thuộc hệ tinh thần. Chúng ta thậm chí còn không thể đẩy cánh cửa đó ra. Đi lâu rồi. Anh Đoạn, anh không sao chứ? Anh không sao. Tôi đã mang ra cho em một món quà này à. Ui, thật sao? Là cái gì vậy? Là cái gì vậy? Đây là một vật phẩm cực kỳ phù hợp với năng lực của em. Đây, em thử đi. Wow, huy hiệu đẹp như vậy, em sử dụng nó như thế nào? Chỉ cần trong đầu nghĩ mơ nó là được. Wow, cánh vỏ đã thay đổi rồi. Sau khi huy hiệu được mở ra, thì nó sẽ đưa chúng ta đến một không gian đặc biệt. Bằng cách này thì những dòng bị em thường hóa sau này có thể được chuyển đến không gian này và thả ra khi cần thiết. Quỳ tiền thôi đấy. Chân lẽ đây chính là không gian phản chiếu của anh Đoạn sao? Có một số khác biệt. Ánh sáng ở trong thế giới thực thì có thể chuyển động. Hơn nữa nó thuộc một chiều không gian khác, không thể di chuyển được vào trong. Ra là vậy, anh Nhiên đã hiểu rồi. Hả? Đi thôi, bận bịu lâu như vậy rồi, tôi đói bụng rồi. Chúng ta nên lên mặt đất, rồi tìm thứ gì đó để ăn thôi. Dạ. Tất cả thức ăn tôi dự trữ trước đó thì đã chúng bị Trần Gia Hào và những người khác ăn hết rồi. Chúng ta đi siêu thị gần đây thôi. Dường ăn nhiều cũng muốn ăn thật nhiều khoai tây chiên. Một thành phố tường vượng trong thời gian ngắn lỡ trở thành như thế vậy rồi. Anh Nhiên, em đi ăn chút gì đó cho đi. Để đảm bảo an toàn, tôi sẽ dọn những zombie gần đây. Ở vườn anh Đoàn đi cẩn thận. Tôi vừa mới đối phó được với mãn xà rồng di tích. Điểm tiến hóa đã không đủ. Tôi cần phải 200 điểm để nâng cấp thám hiểm lên cấp 9. Sức mạnh 15, nhanh nhẹn 13, thám hiểm 10, level 8, tinh thần level 5. Tiếp tục dọn dẹp zombie xung quanh đây là có thể lập tức tiến hóa lên cấp 10. Phải khiến cho mình mạnh mẽ hơn. Đất cây tiến hóa khôi phục kiệt thì cô ấy có thể chọn mình mạnh mối về tâm duyệt. Chồng ơi, sao rồi? Hiện tại thì an toàn rồi. Em ở chỗ này cho anh đi. Xe bên kia có xe đưa anh lấy quà. Sau đó thì chúng ta đi tìm vật tư. Dần anh chú ý an toàn. Tại sao thế giới này lại thực sự giống như là những gì cậu thiếu niên đó đã nói? Mọi người hiện tại là chỉ trốn lo lắng về tài nguyên. Chẳng lẽ cậu ấy đã biết chuyện này sẽ xảy ra sao? Bỏ đi, giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này.
Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ vợ và con gái. Mau khởi động đi chứ, là mới khởi động đi mà. Chồng ơi cẩn thận, phía trên anh kìa. Mau lên. Hả? Chồng ơi. Nè tính lại đi. Mình vẫn chưa chết sao? Ra khỏi đó mau lên, nếu không anh sẽ chết chắc rồi đấy. Tiêu diệt zombie cấp E nhận được 400 điểm tiến hóa, nhận được mảnh sức mạnh cơ hình. Cảm ơn cậu. Chồng cậu có hơi quen. Anh biết tôi sao? Chắc chắn rồi. Cậu chính là đã giúp tôi một chuyến xe tải cho thức ăn đến nhà bạn. Lúc đó cậu còn cho tôi 2 hộp bánh quy. Không ngờ trong thời gian ngắn cậu thay đổi nhiều tới như vậy. Tôi nhớ ra rồi. Tại sao anh lại đến đây? Người nhà của anh đâu? Người nhà của tôi đều bình an vô sự. May mà lúc đó tôi nghe lời cậu, lập tức về nhà nên mới thoát được một kiếp. Nhưng mà chúng tôi đã không dự trợ đủ vào từ trước. Sẽ không lâu nữa thì thị trấn nhỏ của chúng tôi đã thất thủ. Tôi mạo hiểm đến đây để tìm nguồn vật tư. Tôi đến nhà cậu đầu tiên nhưng mà không có ai ở đó. Tình hình đại khái thì tôi đã nắm rồi. Có việc gì lát nữa nói sau. Tiếng động vừa rồi đã thu hút những zombie gần đây. Anh lùi lại chút đi. Chẳng lẽ cậu sẽ chiến đấu với đám zombie này? Cấp tiến hóa cấp đi còn 2.400 điểm. Cấp tiến hóa cấp đi còn 2.000 điểm. Kết cấp tiến hóa cấp đi còn 1.600. Còn 1.000. Còn 500. Đã hoàn thành tiến hóa cấp đi. Không được rồi, anh nhìn nó quá, không ăn nổi nữa rồi. Anh Đoạn, anh về rồi. Anh đưa ba người còn sống về đây. Làm phiền rồi. Các anh cứ nghỉ ngơi trở đây. Ăn một chút gì đi, lát nữa tôi đưa các anh về nơi trú ẩn. Ôi, thật sự cảm ơn cậu rồi. Không có gì. An Nhiên cũng đã dự trữ được một số vật tư ở trong không gian thư nguyên của mình. Phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi cũng cần nghỉ ngơi một chút. Lát nữa gặp lại. Dạ, cứ giao cho An Nhiên. Chà, cuối cùng thì mình cũng có thể yên tĩnh để sắp xếp vấn đề tiến hóa. Đăng nhập vào hệ thống cây tiến hóa. Lần này sao không thấy tay cây tiến hóa gì? Tiến hóa cấp đề trước đã. Nâng cấp độ thám hiểm lên cấp đề cấp 9. Tiến hóa cấp E cấp lên cấp đề. Hoàn thành thăng cấp thuộc tính sầu sức mạnh 15 lên 15. Đã hoàn thành. Linh hồn 13 đã hoàn thành. 99 đã hoàn thành. 5 đã hoàn thành. Tất cả điều kiện tiến hóa đã được đáp ứng. Bạn có muốn chọn đề tiến hóa? Thăng cấp dị năng nuốt chửng cấp 3. Mảnh thuốc chống tặng 3% mảnh dị năng có thể được sử dụng để nâng cấp khứ ước dị năng. Khứ ước dị năng cấp 3. Số lượng khứ ước đã tăng lên 2/3. Thăng cấp dị năng ảnh sát cấp 2. Mở khóa vận thần ảnh tứ có 10% năng lực. Thời gian giới hạn duy trì 10 phút. Thăng cấp dị năng hóa diễm lên cấp 2. Tấn công tăng 10%. Ký chủ đã đạt được cấp đề, tất cả các thuộc tính tăng lên 1 cấp, sức mạnh 15 lên 16, linh hồn 13 lên 14, thám hiểm 9 lên 10, tinh thần 5 lên 6. Nhắc nhở, thuộc tính còn được tiến hóa từ cấp đề lên cấp sơ, sức mạnh 15 lên 20, linh hồn 14 lên 19, thám hiểm 10 lên 13, tinh thần 6 lên 6. Chúc mừng cậu đã thăng cấp. Cô cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi à, trí nhớ của cô đã hồi phục chưa? Cô có biết tung tích của tâm dược không? Tạm thời không có manh mối gì về người mà người đã nhắc tới. Hiện tại ký ức đều là mảnh vụn, vừa mới khôi phục lại ký ức. Thế giới hiện tại người đang ở không giống như thế giới mà người biết trước đây. Không cùng một thế giới sao? Có nghĩa là sao đây? Anh Đoạn. Đoạn à? Là giọng của anh Nhiễm. Người rồi có đầy trở đi. Hiện tại ta không thể giải thích nhiều được với người. Thoát khỏi hệ thống kỳ tiền hóa. Anh Đoạn à, Kim Bảo quay về tìm anh nè. Kim Bảo, em nói sao? Nơi trú ẩn đang gặp rắc rối sao? Đi, lên đường quay trở lại nơi trú ẩn ngay. Tại nơi trú ẩn. Nào, có ai nữa không? Chẳng lẽ ngồi trừ một tỷ chiến thần còn giả lố mặt ra, thì những người khác đều là cái loại này sao? Đáng ghét mà, không còn cách nào tất cả những người này có thể chiến đấu ở trong nơi ẩn nấu đều thú hết rồi. Cũng không thể dùng vũ lực đuổi anh ta đi. Anh ta đang thấy mặt những nơi trú ẩn để đàm phán. Chỉ huy bọn họ đang hợp với tướng lệnh là
Tôi xin hành chiến. Lý Phong Mã đừng có rơi vào bẫy kích tướng của anh ta. Tôi là do Đoàn Phi đưa về đây. Tôi nhất định phải bảo vệ nơi này cho anh ta. Huống chi tên này là đánh Trần Gia Hào như vậy, thật sự không chịu nổi. Lại một tên không sợ chết nữa sao? Nếu như mày thua, lập tức cút qua đây. Làm được rồi hãy nói. Đây chính là dị năng của mày sao? Ý đó. Chỉ dựa vào dị năng này, căn bản không có chút chiến thuật nào. Thế chất thì còn theo kịp, có được dị năng mạnh hơn thì cũng vô dụng thôi. Hôm rồi, Lý Phong cũng bị đánh bại rồi. Đoàn Phi, mau quay về đi. Mọi người có thể chiến đấu thì cũng không có sao? Xem ra không còn ai nữa thì tướng lệnh là của các người cũng không thể bảo vệ nơi này nữa. Hãy thành thật mà trở thành một chi nhánh của càn cứ điên hoàng của bọn ta đi. Sau này ta sẽ bảo vệ bọn bay. Chờ đã cùng tôi, chúng tôi không thích là chi nhánh của anh. Ai giờ lần này là nữ nhân sao? Có vẻ như các người thực sự không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Ta nói cho biết trước nhà, chứ dù là nữ nhân ta cũng chắc không bỏ qua đâu. Bỏ đi. Hai cả, năng lực giao đấu của cô sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Cấp bậc của anh ta cao hơn chúng. Của chúng ta, tôi có chừng mực mà. Đồng Phi vất vả như vậy mới có thể giữ được nơi này, làm sao có thể nhường cho người khác được chứ? Thế thì này thì sao? Nếu như cô hứa đã ăn tối với tôi hôm nay thì tôi sẽ ra tay nhẹ một chút. Tôi nhảm với tôi. Kỳ Mẫu, nhanh một chút đi. Kỳ Mẫu, tôi đi trước đây. Lát nữa hãy đưa An Nhiên qua tìm tôi. Ôi, kính của tôi đâu? Có ba người sống sót ở bên kia, hãy cho bọn họ kiểm tra và sống ở nơi trú ẩn. Ấy, anh đứng... À, anh đứng là ai? Anh là ai? Anh vẫn chưa kiểm tra đi. Cũng tạm tạm, kết quả đã rõ ràng rồi. Nhìn cô cũng đẹp đấy. Tam tâm thì đang tiếc lắm. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Sự kiên nhẫn của tôi còn giới hạn đấy. Đừng tưởng tôi thực sự không dám giết người. Dù sao thì tất cả nữ nhân ở đây sớm muộn gì cũng là của tôi thôi. Không thiếu cô. Xuất hiện sư ngầu lồi. Là chiến thần nó về rồi. Tốt quá. Anh ta đột nhập vào đây như thế nào vậy? Đồn Phi. Cuối cùng thì cũng quay về rồi. May mà cô đã cho Kim Bảo thông báo cho tôi. Cô nghi ngờ chút đi, con lấy cái dài cho tôi. Anh Phi à, cẩn thận đó. Bọn họ là người của càn cứu điên hoàng. Bọn họ muốn tồn tính nơi trú ẩn của chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ quản. Càn cứu điên hoàng à? Mày lại dám đến lén lộ tử, tao sẽ giết mày. Anh không phải là đang tìm tôi khắp nơi sao? Quay đầu nhìn tôi đi. Nhìn đi. Tiếp tục nhìn đi. Nghĩ có bản lĩnh nhìn thẳng tôi, anh cũng không có sao? Ai? Không dám hả? Anh thậm chí cũng không đủ tư cách để nhìn tôi. Phòng chỉ huy. Sắp đến rồi, tư lệnh là, mau cho tôi một lời giải thích đi. Thần thần mà nói thì nơi trụ ẩn mới được xây dựng của anh. Được Diên Hoàng chúng tôi nhìn trúng là may mắn lắm rồi. Chỉ huy chầu căn cứ Diên Hoàng. Chỉ cần đầu hàng chúng tôi thì anh mới có thể trở nên mạnh hơn. Tại sao phía anh lại cố chấp như vậy? Tôi đích thân đến đây gặp anh đã là cho anh đủ mặt mũi rồi, không biết tốt xấu à. Thật hiếm khi chỉ huy chầu coi trọng chúng tôi đến như vậy. Nơi trú ẩn này để chúng tôi bảo vệ bằng máu. Người có công nhiều nhất vẫn chưa về. Tôi lấy quyền gì mà giao nơi này cho ngài? Xin ngài hãy về đi. Chỉ huy là, làm việc lớn sao có thể e dè như vậy? Yên tâm đi. Chỉ còn anh đáp ứng đủ điều kiện của tôi, giao kế hoạch chế tạo gen, thì anh sẽ trở thành cấp cao của căn cứ Diên Hoàng của chúng tôi. Theo như quan điểm của tôi thì chiến thần của anh không phải là đối thủ của thuộc hạ của tôi. Cậu ta đã đánh bại tất cả những người đã thức tỉnh ở trong nơi trú ẩn của anh rồi. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác đâu. Nè, anh là ai vậy? Chỉ huy chầu đang ở bên trong. Sao nhà của chúng tôi lại có chó của người khác cảnh gác cửa gì? Xin lỗi, tôi muốn hỏi chút nha.
Đi là cấp dưới của anh sao? Mà má ảnh. Xem ra là đúng rồi. Đi rồi, người ngồi thì tránh mà cho đi. Tôi có chuyện muốn báo cáo với chị Hy La. Là dù, tiểu tử này thật là ngông cuồng. À, cô ấy sao? Cô ấy là chiến thần của dân tôi. Như cô ấy nói đó. Chị Hy La, chào à, xin ngái về đi. À, anh, các người cứ chờ đi. Sau này các người sẽ hối tiếc. Ờ, mau ngồi đi. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Sao rồi, cậu đã tìm thấy em gái chưa? À, vẫn chưa. Nhưng mà đã có một số manh mối. Lần này tôi muốn về lấy một số thứ. Ờ, à, đồ gì? Một người phụ nữ bí ẩn đã xuất hiện ở trong video mà ngài đã cho tôi xem lần trước. Tôi cần ảnh chụp màn hình của cô ấy. Tôi sẽ lập tức bố trí người làm. Lần này khi cậu... À, lần khi nào sẽ cậu sẽ xuất phát? Lấy ảnh xong tôi sẽ xuất phát. Tôi không cần tiếp viện. Nơi trú ẩn cũng đang ở trong thảm kỳ khẩn cấp. Tôi sẽ cho ngài địa chỉ của trung tâm Tân Xuyên Sâu. Bên kia thì có rất nhiều hài cốt của dòng bị khổng lồ. Ngài nên vận chuyển chúng về và sử dụng chúng để chế tạo trang bị. Như vậy thì ngài có thể tăng hiệu quả chiến đấu của nơi trú ẩn lên rất nhiều. Đồng thời ngài sẽ không sợ người khác xâm chiếm nữa. Thật sao? Nếu là thật thì cho dù cậu không ở đây, chúng ta cũng có thể phòng ngự căn cứ viên hoạn. Đối lại tôi cũng sẽ có một thứ cho cậu. Đi theo tôi. Tầng 2 tàn tích cổ thần. Chúng tôi đã phá vỡ tầng thứ 2 của tàn tích vài ngày trước. Đang rất mong sự trở lại của cậu. Theo như thỏa thuận của chúng ta thì cậu sẽ là người đầu tiên tiến vào chọn kho báu. Mau đi chọn đi, tên là Dương này. Nói không cho ta vào xem thì ta không thể kiềm lòng được rồi. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Trước đây tôi cũng không có bất kỳ một vật dụng nào phù hợp với mình ở trong tàn tích, ở tầng xuyên. Lần này không thể bỏ qua được. Mình dường như không cảm nhận được nguy hiểm ở đây. Chỗ này sống với tàn tích ở tầng xuyên hoàn toàn không giống nhau. Nơi đây thuộc về loại tàn tích dày mã. Áo giáp của người sở hữu sẽ được thằng lên một khả năng, dường như đồng thời là chịu trả ra anh bằng ngọn lửa vĩnh hằng. Vòng tay sức mạnh, người sở hữu sẽ được tăng sức tấn công về súng lớn. Thanh kiếm vĩ đại của chấn là vũ khí dùng để sức mạnh thần bí, có thể dùng đỡ thức tỉnh năng lực của chủ nhân. Thanh kiếm có chứa đựng sức mạnh vô cùng mạnh. Tôi từ chối đi theo. Tôi rất là nguy hiểm. Hơn nữa cô ở đây cũng cần cô. Lại viện cớ, tôi ở đây vốn dĩ không thể tiến bộ được. Cái gì cũng không bảo vệ nổi. Tôi phải đi cùng cậu. Ở bên cạnh cậu, nâng cao năng lực của bản thân khiến tôi càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ai già cũng cần con là con nít. Cậu tự tin có thể chăm sóc được con bé à? Đồ kè ca, hôm qua đều là hai kỳ tí đã chăm sóc cho em. Anh già cũng muốn được đi cùng với chị ấy. Anh hiểu rồi. Đặt hành lý vào trong túi không gian của anh già đi. Rõ, tốt quá rồi. Mà đi thôi, nếu như bị bọn lý phòng bộ họ phát hiện thì gì rắc rối đấy. Đoàn Phi, tiếp theo cậu định đi đâu? Thành phố Gấu Trúc, bên đó có một người không chừng là biết manh mối về tâm dự đó. Đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi nè. Lần này nhất định phải nhanh chóng tìm được tâm duyệt. Mỗi cái đều có đặc điểm riêng của nó. Mình rút cũng đến chọn cái nào đây. Chọn cái phía trước. Mặt người bằng chứng tu luyện. Cây tiền hóa. Người nói ta nên chọn cái này ư? Bằng chứng tu luyện với bảo vật của chủ nhân thì có thể vượt qua số chặng đường cớ luyện. Cường độ luyện tập cao khiến cho chủ nhân trở thành thiên hạ du địch của cường quốc. Cái này rất có ích trên con đường tiến hóa của người. Món bảo vật này cũng có thể giúp người gia tăng sức mạnh chiến đấu, kinh nghiệm và điểm tiến hóa. Thế như lời nói của thầy tiến hóa thì khả năng của mình không hề có giới hạn. Vậy xem ra, bằng chứng tu luyện này thực sự phù hợp với mình rồi. Quyết định rồi, mình chọn nó.
Thời gian không vội, mình sẽ thử nghiệm một lát. Bị dịch chuyển đến nơi khác sao? Con đường tu luyện. Đây chính là con đường tu luyện sao? Xin chào người tham gia thử thách. Tôi chính là người hướng dẫn của con đường thử thách này. Ngài có thể gọi tôi là Tháp Tháp. Trong quá trình thử thách thì tôi sẽ là người giúp ngài giải đáp những thắc mắc. Người hướng dẫn sao? Dưới đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua về tình hình cơ bản ở đây. Con đường thử thách sẽ đưa người tham gia vào nơi huấn luyện. Mỗi tầng thử thách là khác nhau. Tầng càng cao thì độ khó sẽ càng cao. Tổng cộng gồm 600 tầng. Mỗi khi qua được 150 tầng, hệ thống sẽ làm tăng thêm trạng thái tiêu cực đối với người thử thách. Vì thế càng ngày càng khó. Khi kết quả con đường tu luyện, ngài sẽ có tổng cộng một tháng để tham gia thử thách. Khi hết thời gian thì bằng chứng tu luyện sẽ bị mất. Còn có một điều phải đặc biệt chú ý là nếu như thử thách thất bại thì hoặc là từ bỏ giữa chừng sẽ bị rút ngắn thời gian thử thách. Rút ngắn bao nhiêu thời gian? Một lần rút ngắn một ngày. Vì thế xin hãy chuẩn bị sẵn sàng rồi tham gia. Vậy hôm nay không thể lãng phí rồi. Ở đây đã, tôi vẫn chưa giới thiệu xong mà. Từ đây đi vào là đúng không? Đúng vậy, nhưng mà tôi vẫn chưa giới thiệu xong đó. Con đường tu luyện tầng 1 quái vật sơ cấp. Đây là ở trong tháp đó hả? Sao lại biến thành một khu rừng rồi? Ngài vội vàng quá rồi đó, ta đang nói về cái này mà. Mỗi tầng đều là một cảnh sát độc lập. Cánh cửa đằng kia chính là cửa dịch chuyển. Ngài phải hoàn thành thử thách một tầng thì mới có thể thông qua được tầng tiếp theo. Con đường tu luyện cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là phải chú ý. Ý, người đâu rồi? Nè, tôi vẫn chưa nói xong mà. Bạn đã vượt tầng đầu tiên thời gian 30 giây, có thể tiếp tục sang tầng thứ hai. Ý, cái thằng nhóc này, làm cái gì mà lâu thế? Đã sắp tới 30 phút rồi đấy. Tôi sốt ruột lắm rồi đó. Lão già à, đừng có hối như nóng vội như thế chứ. Thật là ngại quá, khiến cho hai ông đã đợi lâu rồi. Cuối cùng thì cậu cũng đã ra rồi, bên trong thế nào rồi? Bên trong không có gì nguy hiểm. Các ông có thể vào rồi. Là tiện lợi là giúp ta thông báo cho đám hồi sinh. Ta sắp qua đó rồi. Ta không đợi được nữa, vào trước đi. Sao dư chàng? Vẫn cứ như thế nhỉ? Ông ấy là người như thế đó. Gấp thứ gì là có thể nghiên cứu được. Là cứ như thấy được vàng vậy. Sao nào? Có đã tìm được bảo vật ưng ý chưa? Dần bảo vật này giúp đỡ cho tôi rất là nhiều. Cảm ơn ngài nhé, La Tì Lệnh. Chỉ với 10 phút mà đã thông qua 150 tầng rồi sao? Không chỉ có thể nhận được kinh nghiệm chiến đấu, mà cây tiến hóa còn giúp tôi chuyển những con quái thú giết thành điểm tiến hóa. Đây đúng là lấy một được hai. Của cậu đây, vừa mới gửi lúc nãy, tấm ảnh người con gái thần bí mà cậu muốn. Tiếp theo cậu đây là có gì? Tôi dự định là đến thành phố Gấu Trúc. Chỗ đó có thể sẽ nghe được manh mối về em gái tôi. Chúng ta vừa đi rồi nói. Thành phố Gấu Trúc à? Chỗ đó khá xa đó. Tôi tối nay đi luôn sao? Thành phố Gấu Trúc. Tôi sắp sắp đi một chút rồi đi luôn. Vậy tôi không tiễn cậu nữa. Bên đây còn nhiều việc lắm. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Nhóc con này, chắc là mệt lắm rồi. Hay là nghỉ ngơi một đêm rồi hẳn đi vậy? Châu về sáng. Anh à. Đoàn ca ca, sao thế ạ? Trời còn chưa sáng mà. Mau thu dọn chúng ta sẽ đi sớm một chút. Hồi đoàn ca ca, chúng ta thế mà đi sau. Không nói một tiếng với các anh chị hả? Mặc dù không lịch sự cho lắm, nhưng mà cũng không còn cách nào nữa. Bọn họ mà phát hiện thì nhất định sẽ làm ầm lên rồi đi theo nơi mà chúng ta đi. Đến rất là nguy hiểm. Vẫn còn một con cá thoát khỏi lưới đấy. Dù là như thế cậu vẫn muốn lên lúc trốn đi à? Lần này tôi phải đi cùng cậu. Đoàn phi tiếp theo cậu định đi đâu? Thành phố Gấu Trúc. Bên đó có một người không biết chừng là manh mối của tâm diệt đó. Con đường tu luyện tầng 300. Quái thú cấp D, trạng thái 20% trọng lực.
Đã thành công thứ gì được tất kể cả địch. Có thể vượt qua tầng tiếp theo. Thời gian vượt 15 giây. Chúc mừng Ngài đã vượt qua thử thách trong vòng 2 ngày. Mà đã vượt qua được 300 tầng rồi. Ngài có muốn tiếp tục hay không? Tầng tiếp theo chỉ có quái thú sở hữu trạng thái mới đó. À, không ngờ rằng tăng 20% trọng lực mà cũng không mất quá nhiều sức. Thời gian vốn còn sớm. Tôi sẽ đi đến tầng tiếp theo xem thử sẽ là quái vật ở hình thái nào. Con đường tu luyện tầng 301, quái thú cấp D, trạng thái 20% trọng lực, phần thưởng, điểm tiến hóa X3. Vô hiệu hóa các đoạn tấn công. Xem ra thực sự là có chút thó khó khăn rồi. Thú vị, tới đi. Do sự ảnh hưởng của trọng lực, sức tấn công của mình cũng đã giảm đi không ít. Độ khó đã bắt đầu tăng dần rồi. Tôi khiến Ngài nên thoát ra chuẩn bị thật kỹ, rồi hắn quay lại. Đúng là có chút khó nhằn. Nhưng đối với tôi, mà nói thì vẫn chưa là khó gì đâu. Cái gì? Đã thành công tiêu diệt tất cả kẻ địch. Có thể vượt qua tầng tiếp theo, thời gian vượt qua 25 giây. Ôi, cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ nhanh chóng bị thất nghiệp mất thôi. Hôm nay cứ đến đây thôi. Luyện tập xong rồi. À, con vẫn chưa nghỉ ngơi à? Còn một chút việc còn phải xử lý. Việc gì? Sau 2 ngày khởi hành thì chúng ta đã đến rất gần thành phố Gấu Trúc rồi. Nhưng mà vì tình hình bên trong chưa nắm rõ, vì thế tôi đã chuẩn bị trước kế hoạch. Sau 2 ngày khởi hành chúng ta đã đến rất gần thành phố Gấu Trúc rồi. Nhưng mà với tình hình hiện tại thì vẫn chưa nắm rõ. Vì thế tôi muốn chuẩn bị trước kế hoạch. Bây giờ tôi sẽ đi dò thăm một chút. Cậu mau đi nghỉ đi. Bây giờ tôi sẽ đi dò thăm một chút. À, cậu đi một mình à? Hay là tôi đi với cậu? À, không sao. Cậu cứ ở đây trong trường An Gia. Tôi sẽ quay về sớm thôi. Khu vực Areo này vẫn chưa tìm hiểu kỹ. Mình tự đi thăm dò thăm hiểm sẽ tốt hơn. Dùng ánh sáng có lẽ mất khoảng 10 phút để đi hết chỗ này. Đến rồi. Quán ba. Còn đã. Hát đầu. Thứ tôi muốn uống là rượu cơ. Sao bị đi làm nhiệm vụ rồi? Nhiệm vụ là nghiêm cấm uống rượu. Cậu uống nước ngọt đỡ đi. Có tôi biết là tôi không muốn uống mấy cái thứ này dành cho trẻ con này mà. Hát đầu. Cho tôi thêm một ly này nha. Khách của tôi đã tính rồi. Hoan nghênh quý khách. Không ngờ nhớ như vậy chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Cậu muốn uống gì không? À, cho tôi một ly nước ngọt là được rồi. À, chờ một chút nhé. Chỗ này cậu tự mở đi à? Còn hai người là đồng đội kia đâu? Bọn họ đang chuẩn bị một ít đồ đạc cho nhiệm vụ tiếp theo. Nơi này. Sau khi tận thế xảy ra, thì chả có thành phố nào chìm ở trong quan tàn. Tôi nhân lúc đấy thì cho một nơi làm căn cứ. Nếu không có nhiệm vụ thì đến đây nghỉ ngơi một tí. À đúng rồi, về em gái của cậu thì tạm thời tôi vẫn chưa tìm được manh mối. Vấn đề này tôi có một phát hiện. Đây là ảnh của người đã đưa tấm về đi. Tấm ảnh có hơi mờ, cậu xem thử có ấn tượng gì không nhé. Sao thế? À không có gì, nước của ngài đi. Còn đã, hình như tôi đã từng gặp cô ta rồi. Thật không vậy? Ở đâu vậy? Nè, cậu bình tĩnh lại trước đi. Tôi chỉ là có chút ấn tượng nên muốn xác nhận lại một chút mà thôi. Dù sao thì bức ảnh này cũng rất mờ, cũng có thể nhận làm người. À, nói thôi cũng đúng. Đoạn vì tôi có ý này, tôi chỉ lập tức dán thông báo tìm người đã xác nhận lại tấm ảnh này. Nhưng mà tôi cần có nhiệm vụ còn phải hoàn thành. Việc này có lẽ đến phải nhờ cậu rồi. Quy tắc của tôi không được làm gián đoạn nhiệm vụ. À, tôi hiểu rồi. Nhiệm vụ tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện của em gái tôi đang phải nhờ vào cậu rồi. Nào càng ly đi. À, quên mất đây là nước ngọt. Hát đào cho tôi rượu đi. Trước khi làm nhiệm vụ nghiêm cấm uống rượu. Nơi làm nhiệm vụ cách xa chỗ này cũng không xa lắm. Điều tra thiên tai à?
Vừa hay mình cũng khá tò mò về cái này. Mới đến hẹn gặp Aaron vào cái lúc trời sáng. Thời gian cứ chút gấp đi. Anh làm ở bức ảnh đó. Cô đang muốn hỏi tại sao tôi lại lừa đồng phi cái đúng không? Tôi không có ý che giấu. Nhưng mà nếu tôi trực tiếp nói ra là do Thiên Giọng làm, thì có ý nhất định chị diệt chết hẳn. Làm như vậy sẽ khiến cho đoàn phi gặp nguy hiểm. Hơn nữa, dựa vào bức ảnh này của cậu ta không thể đoán được đây là Thiên Vọng. Tôi sẽ đến Thiên Vọng xác nhận lại một chút. Ngày mai sẽ quyết định. Chết tiệt mà. Tại sao cứ phải là cô ấy chứ? Thiên Vọng. Thiên Tài. Thực sự là tổ chức. Tôi này hả? Không rảnh. Tối nay tôi có việc phải làm rồi. Anh Minh, em đói quá. Anh tìm em... Tìm nè, để chồng một chút. À, tìm được rồi, có một nồi bánh mì. Rồi chúng ta chia nhau ra ăn nhé. Mồm bỏ như thứ đã xuống. Người lại, cái thùng rác này chúng tôi tìm thấy trước đó. À, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Ý của tôi nói là các cậu sau này cứ đi theo tôi đi. Tôi sẽ không để cho các cậu đói đâu. Anh Lưu. Anh nói công việc mưu sinh của anh là đi cướp đồ ăn hả? Đây không phải là cướp mà là mượn. Chúng ta cũng đang vội mà, sau này sẽ trả lại. Anh thật sự muốn chăm sóc mấy đứa trẻ này sao? Có chắc là nói không đi. Hoàn cảnh của mọi người đều giống nhau. Nếu như có thể kết hợp lại thì chỉ tốt hơn chứ sao? Anh tin vào khả năng lãnh đạo của em. Em không có vì đại như anh đâu. Em chỉ là muốn sống, không muốn sống tiếp tục những ngày tháng lang thang như thế này mà thôi. À, người già hay thích hoài niệm. Nhiệm vụ của tiểu dân đình hình như cũng là tìm người gì đó. Không phải cái trùng hợp về em gái của đồng phi đi chưa. Thời cứ trực tiếp được một lát gặp nhau rồi hỏi luôn vậy. Cô ấy chắc là vẫn đang ở trong phòng. Ây dồ, quả nhiên là vẫn đang tăng ca sao? Không phải là cậu đang làm nhiệm vụ sao? Chạy tới đây làm cái gì? Dở nghiêm túc như thế. Đi qua đây không dở đâu nha. À, qua đây hồi thăm bạn cũ gì chứ? Bớt đến đây hồ đi. Có chuyện gì thì nói mau đi. À, vẫn thật là khó làm cậu hài lòng nhỉ? Lần này đến đây thật sự có việc. Tao muốn xem một chút về danh sách nhiệm vụ của cậu. Cuối cùng cũng ghi thông rồi. Qua đây tìm cho tôi đi. Cảm nhận trước một chút về nhiệm vụ của tổng bộ thì cũng tốt đấy. Tôi đến chỗ hát đờ bọn họ sẽ làm thế nào? Đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà cậu vẫn bảo vệ bọn họ. Bảo vệ mất mức là không phải là tốt đâu. À, tôi biết rồi mà, vẫn đang suy nghĩ mà. Em gái của Đoàn Phi hình như tên là Đoàn Tam Duyệt. Đoàn Tam Duyệt à? Cái này hình như là cô bé luôn đi bên cạnh Đoàn Phi. Đây là mục tiêu của hết Tiêu Vân sao? À, cậu sao vậy? Trông sắc mặt khó coi thế. À, không sao. Xem ra Đồng Phi làm rồi, Đoàn Tam Duyệt không có trong danh sách. À rồi rồi, tôi có công việc. Việc của đội điều tra, cậu sẽ cho kỹ đi. Trở thích rồi mà còn đi làm nhiệm vụ sao? Phía trên áp lực rất là lớn. Trước đây chỉ là tìm 9 mục tiêu, trong đó vẫn còn có một tên không có trong danh sách nữa. Còn nữa cái gì? Còn có một tên không có trong danh sách. À, nhưng còn là gặp S. Tổng bộ hình như sắp thu phục cô ấy. Được rồi, tôi đi tới đây. Cậu mau đi đi, quan hệ của nhân viên ở đây rất là phức tạp. Lý nào? Chính chỗ là chỗ này. Cách thành phố gấu trúc còn xa lắm. Dùng hết tốc độ của ảnh sát thì cũng mất tầm nửa tiếng. Đi bình thường thì chắc cũng mất khoảng nửa ngày. Hy vọng ở đây có tin tức của Thiên Tài. Mình phải mau hoàn thành để trở về báo cho Ai Long. Ừ, chính là chỗ này rồi. Bọn nó vẫn đang tiếp tục truy lùng lù xa sống mà. Mục tiêu của chúng ta là tăng cường thực sức mạnh của bản thân sao? Nên nhìn thắng nhanh thôi nào. Hả?
Vốn dĩ là con nghĩ nhiệm vụ là giết sạch lũ yêu quái này, không ngờ lại có bất ngờ khác. Ta nhấp người lại đấy, hả? Không ngờ lại có thể tự mình xông tới đây. Yêu nữ tai họa, cấp độ D, khả năng khích đại năng lực khiến cho đối tượng tàn một lượng lớn sức mạnh, đã tới giới hạn rồi sẽ bị sụp đổ. Con rối tai họa, thời mà yêu nữ, thu phục, đã đạt đến hình thái tiến hóa đột biến. À, đã cảm nhận được rồi. Trên người của người là có tình khí của kình cước, xem ra người đã hấp thụ cô ta. Lần sau đồng loại của người cũng sẽ cảm nhận được tình khí của người trên người ta đấy. Vậy phải xem bản lĩnh của người rồi. Cô là Đoàn Tâm Duyệt. Cô là Đoàn Tâm Duyệt có phải không? Các người không cần phí lời đâu. Tôi chỉ không gia nhập với các người. Tôi không hờ đến đây để khi nhủ cô. Tôi nhận được yêu cầu trợ giúp tìm kiếm cô của một người bạn tên là Đoàn Phi. Để tôi giới thiệu một chút, tôi lạ lòng. Anh trai tôi, anh trai tôi vẫn còn sống sao? Cô không sao chứ, cơ thể cô có vẻ đang rất suy yếu. Là bọn họ ép tôi phải gia nhập thiên giống, tôi không đồng ý, cho nên bọn họ mỗi ngày đều tiêm cho tôi một loại thuốc khiến cho cơ thể tôi càng ngày càng suy yếu, không có cách nào để chống cự lại họ. Bọn thiên giống khốn kiếp này, cô yên tâm đi, anh trai cô vẫn còn sống, anh ấy ngày nào cũng đi khắp nơi tìm cô. Cô nhất định phải gắng lên. Tốt quá rồi. Anh trai, vẫn còn sống. Tôi lập tức thông báo cho Đoàn Phi, cô phải cố chịu đựng một chút đi. Xin lỗi, một mình tôi không thể đưa cô ra khỏi đây, hơi khó khăn. Tâm Duyệt à, nhìn cô yên tâm đi. Đoàn Phi vô cùng mạnh mẽ, cô ấy nhất nữa tin tức chắc chắn sẽ tới cứu cô ngay đây. Tôi không sao. Từ ngày hôm đó tôi đã rất hối hận là tôi đã hại anh trai. Nhưng bây giờ nghe được tin anh trai vẫn còn sống, thực sự là quá tốt rồi. Hình như có người đấy. Tôi phải đi rồi, cô đợi tôi một chút nhé. Anh phải chú ý an toàn đấy. Đều đã được cấp trên thông qua rồi, có thể sử dụng loại thuốc con rối cho con bé bướng bỉnh này. Thật ư? Người sử dụng loại thuốc đó thì chỉ biến thành con rối vô ý thức đấy. Cùng hết cách rồi, con bé đó sống chết thì cũng không chịu quy phục. Chỉ có thể dùng cách hơi quá đáng như thế thôi. Loại thuốc này cũng chưa thực sự hoàn thiện đâu. Nếu như thất bại, nạn nhân có thể sẽ tử vong đấy. Nếu như đã không trở thành người của tổ chức thì giữ lại cũng chả được làm cái tích sự gì. Tâm Duyệt à, tôi bây giờ sẽ đưa cô rời khỏi đây, rời khỏi chốn địa ngục này. Cảnh báo, có người trốn thoát khỏi vòng giam. Mục tiêu trốn thoát tôi cấp S, giới hạn tuyệt đối. Có biết là ai làm không hả? Tôi cũng không nghe rõ, nghe người khác nói hình như là Lên Anh Thừa. Cậu nói cái gì? À lũng. Nghe nói có kẻ đột nhập vào phòng giam cướp người. Đứa nào lại không muốn sống làm cái chuyện loại này thế? À Kim, sao ngươi lại ở đây? Tôi vừa làm xong nhiệm vụ trở về đây, không ngờ gặp cái chuyện thú vị như vậy. Tổng bộ thiên giọng tiêu đồ 7, A đội trưởng A Kim, giao cho tôi đi. A Kim, nè, đừng có tùy ý hành động. Chúng ta phải bắt sống chúng. Trước mắt thì tên đó vẫn có thể sống được đấy. Em ra thông tin đã lan khắp căn cứ rồi. Tâm Duyệt à, có thể cô vẫn ổn đi chưa? Không, không sao. Cố gắng thêm một chút nhé. Hả? Alo. Ây da, không cẩn thận đấm hơi mạnh tay rồi. Không còn gì để chơi đùa nữa rồi. Đau đầu thì chứ. Chỉ có thể lấy cớ rằng thằng nhóc đó chống cự nên tôi đã lỡ tay giết chết hắn. Thôi qua. Đi đi, tiểu cô nương. Tránh xa cô ấy ra cho tôi. Người đã giúp ta là một liệt lớn đấy. Lần tới không cần phải viện cớ nữa rồi. Năng lực, năng lượng của gấu cấp A có thể biến thân thành gấu.
nhưng được khả năng tấn công của gấu. Giai đoạn 1, hình dạng người gấu. Hỏi gì mà năng lực cũng khá đi chưa, so với người thì mạnh hơn nhiều đấy. Thần nhóc chết tiệt, đáng chết. Đang gậy ngứa ta đi à, để xem ngươi còn trụ được bao lâu. Nếm thử con thịnh nổ của tờ gỗ gấu đi. Dùng lực đi, chưa ăn cơm mà. Tìm thấy rồi, là bên này. Mau lên, mau lên, mau qua đây. Đội trưởng Akim, anh không sao chứ? Ta không sao. Đó là người trong quân đội sao? Hình như không phải là người của tổng bộ. Đã vậy còn đơn phương độc mã chỉ đấu, đúng là tìm được chết mà. Nhìn gương mặt này rất quen, hình như tôi đã gặp hắn ở đâu đó. Đội trưởng Akim, cái lỗ rác rưởi này cứ giao cho bọn em đi. Hử? Ta sẽ tự mình đầu với hắn, cả người không cần phải nhúng tí dầu. Chết tiệt, thằng nhóc đó khiến cho mình mất mặt trước các anh em rồi. Ta vốn dĩ chả dễ dàng gì mà lên được cái chức danh đội trưởng này. Nếu như không đánh bại cái thứ rác rưởi này mặc, thì ta sẽ không còn mặt mũi nào mất. Lực đánh càng mạnh hơn rồi. Chị nói người sẽ nói ngúi. Anh Long, anh không sao chứ? Tôi không sao. Tâm giờ có tìm nơi an toàn mà trốn đều đi. Có chút thông minh đấy. Tôi nhớ ra rồi, anh ta là ai rồi? Anh ta là A Long, lúc tuyển chọn tiểu đội trưởng chính thức. Năng lực của anh ta cực kỳ ưu tú. Nếu đã là chọn thì làm đội trưởng, nhưng mà không hiểu sao anh ta lại rút lui. Sau đó thì không còn nghe một tin tức gì về anh ta nữa. Không phải chứ, anh ta là đội trưởng cấp cao sao? Bởi vì chuyện này nên sau đó thì mới cử một người bổ sung lên làm đội trưởng. Không ngờ hắn lại là cái tên đội trưởng đã rút lui đó. Bình tĩnh nào, phải bình tĩnh nào. Bởi vì hắn đã khiến cho mình trở thành cái trò bàn tán cho mọi người. Nói mình là đội trưởng bổ sung, bây giờ giết chết hắn thì mình có thể đường đường chính chính làm đội trưởng rồi. Giai đoạn 2, hình tú nhân. Hình thái hoàn thiện, sức mạnh thì cực lớn. Hình thái hoàn thiện. Dạ. Tao mà chiến thắng thì mới không phải là đội trưởng dự bị khủng khiếp đó. Alo. Dạ. Tại sao? Tại sao Hội Diễm lại trở nên không giống như lúc trước rồi? Tiêu nhiên huyết dịch. Hóa diễm hình thành. Đến đây nếm thử nổ hóa của tao đi. Ây, trong phiên bản gì nè? Tại sao? Tại sao phải đi đến bước đường này? Rõ ràng ở mạnh đến như vậy, tại sao? Tại sao lại phối muộn bận ta hả? Rất đơn giản. Cách làm của thiên vọng các người khiến cho người ta rất buồn nộ. Chơi đùa hơi quá rồi. Nhân vườn à, giao cho người đấy. Tuân lệnh. Thì ra năng lực của em là hợp bằng hả? Cơ thể của anh đã ổn chưa? Vâng, thiếu ức của thuốc đã dần dần mất rồi. Cơ thể em đã hồi phục được trở lại một chút rồi ạ. Tôi cũng cảm ơn rồi. Cũng ổn rồi, cảm ơn nhé. Người nên nói cảm ơn là em mới đúng. Đều là do em, anh mới. Không phải là lỗi của em. Tôi chỉ làm những việc bản thân thấy đúng mà thôi. Đi rồi, chúng ta mau đi thôi. Bọn họ sắp phái tới người tới đây rồi. Giờ đúng rồi, anh Long à. Cái này cho anh. Anh Long, tại sao hôm nay lại mạo hiểm cứu em ra vậy? Bởi vì hôm nay thiên giống bồn họ đã muốn ra tay với em rồi. Nếu như em gặp chuyện gì thì anh còn mặt mũi nào mà gặp đoàn phi đây? Thật sự cảm ơn anh. Đợi đến khi gặp lại anh trai, em và anh ấy sẽ cảm ơn anh đàng hoàng hơn.
Tại sao nó ngoài mới nói chứ? Vượt qua cánh cửa này là chúng ta đã thành công rồi. Ý gió? Alo? Cấp bậc sờ. Ta thuộc hạ 10 chiến sĩ có năng lực cấp S, danh hiệu Nhẫn Vương xếp hạng 8. Người đã muốn phản bội Thiên Long, bộ phải chết. Không ngờ cấp S cũng đã xuất trận rồi. Ta khuyên người chớ manh động, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Thật là ngại quá, ta vẫn chưa chết được. Hôm nay dù thế nào đi nữa cũng phải mang tâm duyệt ra khỏi nơi này. Hình như ngươi rất tiền từ, tự tin vào bản thân mình nhỉ? Mặc dù sức mạnh của người rất lớn, nhưng với trạng thái hiện tại của người thì không cần dùng đến năng lực cũng có thể nghiền nát người ra đấy. Đừng có xem thường người khác. Dừng tay. Bây giờ cho cô thêm một cơ hội đấy. Có gia nhập Thiên Giống hay không? Trước đây không, thì bây giờ càng không. Từ cái chết thì cũng không gia nhập vào tổ chức vô nhân tính như các người. Thì cô cũng là kẻ phản bội, bố phải chết. Màu cúc khói. Hóa diệm này rất đặc biệt. Là đàn thiêu hốt thiết dịch của bản thân sao? Không, đến độ này thì đang là thiêu đốt cả sinh mạng rồi. Nhưng mà người sẽ nhanh chóng kiệt sức mà thôi. Chơi cùng ta một chút đi nào. Tâm duyệt à? Với tình hình của anh, có lẽ không phải là đối thủ của hắn rồi. Không thể tấn công trực diện được. Anh chỉ cố gắng giữ chân hắn, em nhân lúc đó mà chạy đi. Bây giờ, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta là Đoạn Phi. Chỉ còn em có thể chạy khỏi đây, thì em chắc chắn sẽ được cứu. Giờ lúc này rồi, anh chỉ cố gắng câu giờ. Nơi như anh bỏ mạng ở đây đây, mong em hãy thị anh. Chăm sóc người nhà của mình. Mấy lời này anh giữ lại mà nói với anh trai của em. Cấp bậc F, cấp F năng lực giới hạn tuy đối cấp F. Nếu như em một mình chạy trốn, thì em cũng không còn mặt mũi nào gặp được anh trai nữa. Tên Diệu à, cơ thể của em không sao chứ? Em không sao rồi, hiệu ứng của thuốc đã biến mất rồi. Anh không cần lo lắng đâu. Tốt quá rồi. Chúng ta hợp lực lại kéo dài thời gian, rồi chờ Đồng Phi tới. Dương. Đồng Phi à, các người hình như đang đợi viện trợ à. Thật là nực cười mà. Dù ai có đi đến nữa thì cũng vô dụng thôi. Thiên Giống là mạnh nhất. Chuyện gì đây? Sức mạnh bỗng nhiên tăng lên rất là lớn. Có vẻ như là đã xem nhẹ rồi. Không ngờ rằng các người lại ép ta buộc phải phát sức mạnh thực sự đấy. Kỹ năng nhọn đạo cấp S, hiệu quả có thể xuất hiện lửa dao sắc bén ở bất cứ một vị trí nào trên cơ thể. Đây chính là năng lực của hắn sao? Toàn thân đều là dao kiếm đầy sát khí. Mặc dù năng lực của Tam Duyệt đã hồi phục rồi, nhưng mà đến cấp bậc này của em ấy là cấp bậc thấp nhất. Cơ thể của mình cũng sắp đến giới hạn rồi. Chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian thôi. Thời gian không còn nhiều, đừng nghi ngờ nữa rồi. Được bước nào thì hãy bước đấy thôi.
Có thể do nhờ thiền vọng đã là vinh dự lớn nhất của các ngươi rồi. Những năng lực mạnh nhất trên thế giới này đã tập hợp lại ở đây. Mà các ngươi là muốn trốn thoát cũng quá hoang đường rồi. Đối với ta cũng chỉ như là giết thợ một con kiến mà thôi. Nhưng ai có thể giúp được các ngươi đâu. Có một đồn phí không thể thua được trước một lỗi người như ngươi. Mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Da mặt đời đã bị thiêu đốt cả rồi. Tốc độ của người đã chậm đi rồi đấy. Xem ra đã đạt tới giới hạn rồi nhỉ. Kết thúc rồi. Đừng có quên, bọn ta có hai người. Hả? Thủy tử trinh tác hoàn toàn không thể thay đổi được cái gì cả đâu. Gió tầm vừa chúng ta mâu thuẫn rồi đi. Dương anh Long, vết thương của anh không không sao, hiện giờ không phải là lúc lo lắng chuyện này. Rồi đi, bốn chúng rồi đi, mau ngăn chúng lại. Cuộc hứt rồi cho to. Anh Long, ta thực sự là không hiểu tại sao phải phí sức như thế. Rõ ràng biết là tất cả chỉ là vô ích mà thôi. Đừng, đừng có qua đây. Muốn chết như vậy sao? Vậy thì bắt đầu từ cù nhé. Tâm Việt, Tâm Việt, mau, mau chạy đi, cố hết sức mà chạy. Em sống sót thì em nhất định sẽ sống sót được, đồng phi nhất định sẽ đến cứu em. Anh không thoát được rồi, anh xin lỗi Tâm Việt. Không, không, không được, anh lòng mày cố gắng gượng đi, anh trai sẽ đến ngay thôi. Anh sẽ cầm chân hắn, em, mau chạy đi. Tiêu Dần, Hát Đạo, anh mình Kim Cương. Xin lỗi mọi người, tôi phải đi trước một bước rồi. Thật đáng tiếc, hôm nay ra ngoài mình vẫn chưa uống rượu rồi. Thì thử tránh tác chút đi. Anh trai,